Trong một buổi kiểm soát gần đây tại thành phố Điện Biên Phủ, chỉ trong chưa đầy 30 phút, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 3 trường hợp chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện để tham gia giao thông. Theo quy định, người dưới 16 tuổi không được phép điều khiển xe máy điện, loại xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện, có công suất lớn nhất không quá 4 kW và có vận tốc thiết kế lớn nhất không quá 50 km/h. Đồng thời, người dưới 16 tuổi cũng không được điều khiển các loại xe có thiết kế vận tốc tối đa tương đương xe máy điện trở lên. Thế nhưng một vài năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó có thành phố Điện Biên Phủ, cũng giống nhiều nơi khác, nhiều học sinh chưa đủ tuổi theo quy định vẫn sử dụng xe máy điện để điều khiển tham gia giao thông, mặc dù đã biết đến quy định này. Hà biết là ở độ tuổi nào thì được đi xe máy điện và ở độ tuổi nào thì không được đi xe máy điện? Tầm 16 tuổi ạ. Tầm 16 tuổi trở lên là được đi xe máy điện. Vậy bây giờ Hà bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 15. À, 15 tuổi. Nhưng mà hôm nay thì Hà có đi xe máy điện đúng không nào? Vâng. Vậy Hà biết rồi nhưng tại sao mà hôm nay Hà vẫn đi xe máy điện nhỉ? Tại nhà cháu xa. Nếu như mà không có xe máy điện thì Hà có thể đi bằng phương tiện gì khác? Xe đạp. Tại sao hôm nay Hà không đi xe đạp mà lại là đi xe máy điện? Đi xe đạp từ nhà đến trường thì nó rất là mất thời gian, mệt. Có nghĩa là đi xe máy điện thì nó đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều hơn và nó tiết kiệm thời gian hơn hay là như thế nào? Đi xe máy điện nó đỡ mệt hơn. Đi xe đạp nó đạp mệt. Lý do của em Hà cũng là lý do của hầu hết các trường hợp vi phạm quy định về trật tự giao thông với lỗi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Mặc dù không có thống kê cụ thể, nhưng các trường hợp vi phạm lỗi người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện ở Điện Biên nói chung, thành phố Điện Biên Phủ nói riêng là không ít. Nguyên nhân của thực trạng này không hoàn toàn nằm ở bản thân học sinh, mà còn do phụ huynh chưa nghiêm túc trong thực hiện quy định về trật tự giao thông. Do đó, việc tuyên truyền giáo dục và xử lý vi phạm là giải pháp duy nhất có thể làm để giảm dần tình trạng này. Cái lỗi của cháu là lỗi người từ đủ 16 đến dưới 18, 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện tham gia giao thông. Nhưng cái tuổi của cháu là dưới 16 tuổi cho nên chưa được điều khiển cái phương tiện xe máy điện này tham gia giao thông nhé. Cháu phải từ 16 tuổi trở lên thì mới được điều khiển phương tiện. Nha, nghe chưa? Còn về cái lỗi của cháu thì cháu sẽ không bị xử phạt về tiền mà chỉ bị xử phạt cảnh cáo. Chưa? Còn cái phương tiện của cháu bây giờ tạm thời các chú sẽ tạm giữ, đưa về cơ quan. Đấy. Xong rồi cầm biên bản hôm sau đến giải quyết nhé. Bảo cả bố mẹ đến, bảo bố đến nhé. Trước quy định về độ tuổi trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ngoài các trường hợp còn vi phạm thì phần lớn người dân, nhất là những phụ huynh có con học bậc trung học cơ sở, cũng đã nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và thực hiện nghiêm túc quy định này để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho con em mình cũng như cho cộng đồng. Thực ra thì cái quy định của nhà nước là một cái quy định mà nhằm mục đích là an toàn cho người tham gia giao thông và tôi rất là ủng hộ với cái quy định này. Thế cho nên là một phụ huynh thì phải có ý thức rất rõ về điều này và phải có cái sự nhắc nhở và chủ động không cho các con tham gia giao thông bằng những phương tiện đó, bằng việc đó là trước tiên mình không mua những cái phương tiện mà quá không đúng theo cái quy định của lứa tuổi các con. Theo quy định tại khoản 1 điều 21 của nghị định 100 NĐ-CP, phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bởi vậy, với mỗi học sinh dưới 16 tuổi và phụ huynh có con em mình ở độ tuổi này, cần thực hiện nghiêm quy định trên để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông cho con em mình và cộng đồng.